Cơ hội phản công dành cho Ivan Hoàng Gia Lai. Minh Vương. Đinh Thanh Bình đã băng xuống cánh phải. Đinh Thanh Bình. Đinh Thanh Bình. 1-0 cho Ivan Hoàng Gia Lai. Một pha phản công sắc lẹm và đúng với chất của Vũ Tiến Thành. Đinh Thanh Bình tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn tuyệt vời của mình. Đó là bàn thắng thứ tư của Đinh Thanh Bình kể từ đầu mùa giải. Trọng tài đang yêu cầu các cầu thủ LB Hoàng Gia Lai sẽ trở về phần sân của mình để trận đấu được tiếp tục với phần giao bóng của Đông Á Thanh Hóa, bởi họ ăn mừng khá lâu. Lúc này thì Zairo đang đóng một vai trò vô cùng cần thiết và quan trọng. Nhưng vào rồi. Đó là những sự lập bập của đội chủ nhà và họ buộc phải trả giá thôi. Đó là cú đá thẳng của Luis Antonio. Bóng không hề chạm ai cả và Bùi Tiến Dũng đã đứng như trời trồng. 1-0. Sức ép liên tục được tạo ra và cuối cùng thì Đông Á Thanh Hóa cũng đã có được bàn gỡ. Chúng ta hãy cùng chờ xem ở tình huống vừa rồi thì xác định bàn thắng dành cho ai. Chính xác, đó là bàn thắng dành cho cầu thủ người Brazil, Luis Antonio. Quả ném biên của Văn Thuận, ném biên rất mạnh vào trong. Gôi! Vào! Sơn quá Vũ Minh Tuấn ơi! Lần thứ hai ở mùa giải này, Vũ Minh Tuấn ghi bàn vào lưới Quảng Nam. Trận lượt đi cũng vậy, và bây giờ đến trận lượt về. Như tôi vẫn đã nói, thời gian có thể lấy đi của Vũ Minh Tuấn tốc độ thể lực, nhưng bản năng của một sát thủ thì không thể. Một sai lầm. Đây rồi. May mắn đã đứng về phía cầu thủ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Và nhiều khả năng đây sẽ là dấu chấm hết của trận đấu này. Và ghi bàn của Alan. Sai lầm của hàng phòng ngự Quảng Nam. Và dù Văn Công đã ra để cố gắng sửa sai nhưng lại không đủ. Ở một trận đấu cúp quốc gia, ngày mai là một chiến thắng thực sự trong 90 phút chính thức. Rất tinh quái. Vào. Hoàn hảo trọn vẹn. 10 điểm cho thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy. 3-0. Và lại một lần nữa thì Alan Garfrite ghi bàn. Mà công lớn ở trong pha bóng này phải kể tới Vũ Minh Tuấn với đường chuyền cực kỳ tinh quái. Sự do dự của Văn Công và sau đó thì anh bị trừng phạt. Trần Phi Sơn rất tốt. Định bóng bên cánh trái. Vẫn là các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đưa bóng vào. Dứt điểm. Vào! 1-0 cho đội chủ nhà. Bất ngờ đã xảy ra trên sân Hà Tĩnh. Người đã ghi bàn là Vũ Quang Nam. Trước đó khoảng 5 phút thôi, Quang Nam đã có cơ hội. Trước đó cũng làm cú đá bằng chân trái nhưng bóng đi trên khung thành. Nhưng lần này cú dứt điểm đã thành công. Qua người hay, Lương Hoàng Nam. Epada bất ngờ cho cú đá của Joseph Epane. Đại diện của thành phố Hoàng Phượng Đỏ đã được nở nụ cười trước với cú đá không thể ngăn cản của Joseph Epane. Trận đấu đầu tiên của Xuân Sơn ở tại V-League 1 2023-2024.
và thủ môn này đã phải vào lưới nhặt bóng. Không phải là những pha phối hợp đan lát quen thuộc mang thương hiệu của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, mà thay vào đó lựa chọn được đưa ra một cách đầy quyết đoán khi mà trước mặt của Joseph Evande có đến 3 cầu thủ áo đỏ. Danh Trung, rồi Veronica, bóng được đưa vào lưới. Và trước thời cơ rất nhanh của tiền đạo mang áo số 97, sau rất nhiều những nỗ lực dứt điểm thì cuối cùng Pedro Henrique cũng đã được ăn mừng cùng thể công Việt Theo. Tiền đạo đang có phong độ rất cao trong mùa áo của thể công Việt Theo. Bàn thắng thứ 5 sau 7 trận đấu của Pedro Henrique. Nhưng có lẽ đây cũng sẽ là thời điểm để các trọng tài VAR vào cuộc và kiểm tra tính hợp lệ của bàn thắng này. Có cảm giác rằng Pedro Henrique đã việt vị, nhưng chúng ta vẫn cần phải có những góc máy tính. Ta đã thấy Pedro Henrique thoát xuống rất nhanh ở trong vòng bóng này và dứt điểm. Như vậy là không có lỗi việt vị của Pedro Henrique. Đơn giản ở góc máy nghiêng thì có cảm giác rằng đã có lỗi nên trọng tài mới phải kiểm tra VAR. Nhưng khi tới với những góc máy rõ ràng hơn, chúng ta đã thấy tốc độ của Pedro Henrique là quá nhanh để có thể phá được bẫy việt vị trong tình huống vừa rồi. Và giờ tỷ số chính thức được cân bằng 1-1. Cơ hội khá là bập, bóng cũng đã được phá ra rất tinh quái. Đội tuyển Pháp sẽ trở về với câu lạc bộ Hải Phòng. Nhưng Mạnh Dũng xuất hiện trong một tình huống va chạm ở vòng cấm của câu lạc bộ Hải Phòng. Sẽ có những tham vấn từ VAR nếu như đó là một tình huống phạm lỗi. Nhưng Mạnh Dũng chạm bóng trước và Nhật Minh cố gắng để phá quả bóng đó khi mà quả bóng đã trôi đi. Ở góc máy này thì có vẻ như là đã có một pha phạm lỗi rồi. Đây là một góc máy rõ ràng hơn rất nhiều so với hai góc máy trước đó chúng ta đã được xem. Quả phạt đền mang tính bước ngoặt của trận đấu ở những giây cuối cùng. Ja Pedro! Cởi áo ăn mừng rồi. 2-1 dành cho câu lạc bộ thể công Việt Theo. Đội bóng đã tạo ra nhiều cơ hội hơn. Là đội bóng rất nhiều khả năng sẽ có được chiến thắng. Với kết quả này thì thể công Việt Theo sẽ chính thức vượt qua câu lạc bộ Hải Phòng trên bảng xếp hạng. Họ sẽ có được 33 điểm. Ngang bằng với câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Và chiếm lấy vị trí thứ 5 của câu lạc bộ Hải Phòng. Đánh đầu. Mario cho rằng đã có một tình huống bóng chạm tay của các cầu thủ thép xanh Nam Định sau cú đánh đầu của anh. Như vậy là trọng tài Đỗ Anh Đức sau rất nhiều những trao đổi với tổ trọng tài công nghệ VAR thì đã quyết định xem lại tình huống. Đây là những hình ảnh quay chậm đó. Thực sự là rất khó để có thể nhìn nhận. Đó sẽ là một quả penalty dành cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Olaha! Tỷ số là 1-0 dành cho Sông Lam Nghệ An. Phút thứ 61. Tiền đạo đội trưởng Olaha đã có bàn thắng thứ 9 cho riêng mình ở mùa giải năm nay. Và đó là một bàn thắng cực kỳ quan trọng tại Thiên Trường. Nó đã giúp Sông Lam Nghệ An vượt lên trong cuộc đối đầu với Thép Xanh Nam Định.
khá nguy hiểm và bàn thắng sang bằng cách biệt đã đến Henrio. Niềm vui của Sông Lam Nghệ An đã không kéo dài được lâu. Trận đấu tại sân Thiên Trường đã được đưa trở lại với vạch xuất phát. Henrio là người đã điền tên mình lên bảng điện tử. Lần này thì Văn Việt đã bị đánh bại. 5 phút trước, Michael Olaha đã có bàn thắng thứ 9 của mình ở mùa giải năm nay. Và bây giờ, tới lượt Henrio có được bàn thắng thứ 9 cho riêng mình. Và nếu như tính rộng ra trong 10 lần đối đầu gần nhất của cả hai đội từ năm 2019 đến nay, thì Thành phố Hồ Chí Minh họ thắng 4, hòa 4 và chỉ thua 2 trận trước BKMX Bình Dương. Cơ hội vào! Tỷ số được mở dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Và đó là Thanh Long. Chúng tôi đang nhắc về những khoảng thời gian mà Thành phố Hồ Chí Minh họ đang có được một phong độ rất tốt tại sân vận động Bình Dương. Thì ngay lập tức điều đó đã xuất hiện, được cụ thể hóa thành bàn thắng dành cho đội khách. Niềm vui đến rất sớm dành cho Thành phố Hồ Chí Minh ngay ở phút thứ 10. Và lại một lần nữa thì BKMX Bình Dương của huấn luyện viên Lê Huy Đức lại gặp khó. Đây là bàn thắng đầu tiên của Thanh Long tại giải vô địch quốc gia V-League 1 năm nay. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bất ngờ không phải người xuất hiện trong vòng cấm của đội chủ nhà BKMX Bình Dương, không phải là Jack Dimete, mà đó là Thanh Long. Lợi thế dành cho Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nguyên. Văn Kiên sút xa, có bóng. Trung Quốc gắn ngang, bóng đá bôi, vào. 2-0 rồi, và đó là Văn Kiên. Bàn thắng đầu tiên của Văn Kiên tại giải vô địch quốc gia năm nay. Một đòn hồi mã thương rất đau đến từ Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng cuối của hiệp một này. Một tỷ số an toàn hơn dành cho Thành phố Hồ Chí Minh trước khi bước vào giờ nghỉ của hai hiệp chắc chắn sẽ là như vậy. Tấn công nhiều và không ghi được bàn thắng thì BKMX Bình Dương họ đã phải nếm trải một quy luật rất nghiệt ngã của bóng đá. Lộn xộn. Giacosio cũng đã không trúng bóng, vẫn còn. Trung Quốc. Martino lỗi rồi. Thì chúng ta hãy cùng chờ xem quyết định cuối cùng. Có vẻ như với cái chỉ tay này thì sẽ là một quả đá 11m dành cho đội chủ nhà. Chúng ta cần phải theo dõi lại. Có vẻ như là trọng tài sẽ định bóng đã chạm vào tay của Trung Quốc. Chúng ta hãy cùng chờ xem trên chấm đá 11m này thì sao? Thành công! Tỷ số được đúng đá số còn 1-2 dành cho đội chủ nhà. Và Just Asimene cũng đã mang về bàn thắng thứ 8 dành cho mình. Just Asimene có thể vô duyên trong những cú đá, những pha đánh đầu trước đó của mình. Nhưng với một tình huống trên chấm đá 11m thì Just Asimene đã không thể bỏ lỡ được. Không được, Hùng Dũng đã không thể chuyền bóng được cho Tuấn Hải. Phản công cho câu lạc bộ Khánh Hòa không việt vị. Bây giờ là Văn Hiệp đưa bóng xuống, leo ra hơi chậm một chút, vẫn còn cơ hội cho đội khách. Đi bóng tốt, dứt điểm vào. Lần này thì Văn Hiệp đã quá xuất sắc với nỗ lực dứt điểm của mình, không còn sự lúng túng nào cả như tình huống trước đó. Văn Hiệp đã xử lý cực kỳ ấn tượng. Vừa rồi thì các học trò của huấn luyện viên Daiki Iwamasa đã đánh mất đi sự an toàn trên phần sân nhà. Họ quá mải mê dâng cao và nhận một đòn hồi mã thương với sức sát thương lớn đến từ câu lạc bộ Khánh Hòa. Đội bóng cuối bảng đang gây bất ngờ. Xuân Mạnh đã dễ dàng bị loại bỏ sau một tình huống quật bóng đến từ Văn Hiệp. Bàn quê, dứt điểm, không vào. Ngay lập tức thì đội chủ nhà đưa ra lời đáp trả. Nhưng họ vẫn đang thiếu đi một chút duyên để có thể ghi bàn. Và xoay trở khá tốt đến từ Ta Quê. Anh cũng đã quan sát thấy thủ thành Hoài Anh dâng cao một chút
và tung ra một cú sút về góc xa. Hoài Anh chỉ có thể ngoái nhìn theo, nhưng bóng đã đi chệch khung thành. Chút xíu nữa thôi thì Hà Nội FC đã có được bàn gỡ hòa. Hà Nội FC vẫn đang để cho đối phương dẫn trước ngay trên sân nhà. Đánh đầu, nguy hiểm. Tuấn Hải đã đưa trận đấu trở lại với thế cân bằng. Đội chủ nhà đã có được bàn thắng gỡ hòa sau khi họ khai thác tốt một tình huống cố định. Như vậy là Tuấn Hải đã vượt lên dẫn đầu trong danh sách những cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải 2023-2024 tại V-League 1. Anh đã có được 8 pha lập công. Và như vậy là Thép Xanh Nam Định vẫn tiếp tục duy trì được vị trí đầu bảng của mình với 43 điểm sau 22 trận đấu nguy hiểm. Vào 2-1 cho câu lạc bộ Hà Nội. Văn Nam đã có được bàn thắng cho mình tại V-League 1 2023-2024. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Khánh Hòa trong tình huống vừa rồi đã đứng sững cả lại. Lại là một quả đá phạt cố định và Tuấn Hải là người đã có một cú đánh đầu rất hay. Sau quả tạt của Văn Quyết, nó trở thành một đường truyền xé toang khu vực phòng ngự bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa ở phía trước của thủ thành Hoài Anh. Và quá dễ để cho Văn Nam ghi bàn thắng thứ hai cho câu lạc bộ Hà Nội trong trận đấu ngày hôm nay. Văn Nam có được bàn thắng đầu tiên tại V-League 1 2023-2024. Bóng được mở sang trái. Tiếp tục là Văn Trường. Ý đồ của Văn Trường đã bị bắt bài. Kết cục cũng không khác gì hiệp 1 cả, khi mà các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội họ chơi áp đặt ngay từ đầu đối với đối thủ. Vừa rồi là tình huống Sở Trường kéo tay đối với Văn Trường. Và chúng ta hãy chờ đợi xem quyết định của trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải. Penalty cho đội chủ nhà. Quyết định đã được đưa ra từ trọng tài Mạnh Hải. Ông xác định Duy Thành đã có một động tác khóa tay và kéo giật với Văn Trường. Hùng Dũng cần một cú hích về mặt tinh thần trước khi anh trở lại với đội tuyển quốc gia. Hùng Dũng rất gọn gàng và tỷ số là 3-1 cho câu lạc bộ Hà Nội. Hùng Dũng đã có được bàn thắng đầu tiên của mình tại V-League 1 2023-2024. Ngày hôm nay thì những cầu thủ như là Hùng Dũng hay Văn Nam đều đã có được những bàn thắng để mở tài khoản của mình cho tới lúc này tại V-League 1 2023-2024. Một cú đá penalty gọn gàng. Tiếp tục là Tuấn Hải ở phía anh lá cánh trái. Văn Quyết phối hợp tiếp tục với Tuấn Hải. Tuấn Hải xử lý như thế nào? Tiếp tục trao cơ hội cho đồng đội. Và đồng đội của anh một lần nữa không kịp thời băng vào. Bây giờ là Văn Trường. Văn Trường một đối một với Thành Nhân. Quá người tốt. Văn Trường lại ngã. Và tiếp tục sẽ có một quả đá phạt đền. Văn Trường vào sân với khả năng chơi bóng kỹ thuật của mình đã kiếm về quả đá phạt đền thứ hai cho các cầu thủ Hà Nội. Là Trường Trân phạm lỗi với Văn Trường. Denison Junior với cơ hội ghi được bàn thắng thứ tư. Không thành công ở quả đá đầu tiên. Những bóng bật ra. Và Denison Junior đã có được bàn thắng thứ tư của mình ở mùa giải năm nay tại V-League 1. Khí thế rồi tâm lý của các cầu thủ Khánh Hòa đã xuống rất thấp. Trong pha bóng này thì thủ thành Hoài Anh đã đoán được đúng hướng với quả đá đầu tiên. Anh chạm tay vào bóng, bóng đập cột dọc nảy ra. Và Denison Junior đã rất dễ dàng để ghi bàn. Cách biệt bây giờ là 3 bàn rồi. Xuân Mạnh, đấy là Văn Tùng. Có được bàn thắng cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng tiếng còi đã vang lên rồi. Tiếng còi đã vang lên mất rồi. Chưa thể có được một bàn thắng mang tính cú hích với Văn Tùng trước khi anh được lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Hãy cùng xem lại pha bóng này.
sẽ là một sự tiếc nuối nếu bàn thắng không được công nhận. Và đúng như vậy, chúc mừng Văn Tùng. Văn Tùng đã có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải 2023-2024 vào một thời điểm rất quan trọng trước khi anh lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Nó sẽ giúp cho anh giải tỏa được những áp lực đang bủa vây lấy mình. Hà Nội FC đã nâng tỷ số lên 5-1 trong những phút cuối cùng này. Một tình huống phát xuống và dứt điểm một chạm rất nhanh của Văn Tùng. Và trước đó là một pha bấm bóng tuyệt vời của Xuân Mạnh dành cho Văn Tùng. Và như vậy là đã có được bàn thắng cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Douglas Coutinho đã rút ngắn cách biệt xuống còn 2 năm. Văn Hoàng đã phán đoán sai điểm rơi. Tình huống đưa bóng vào của Thành Nhân là rất khó chịu. Nó khiến cho Văn Hoàng bị giật mình. Và Douglas Coutinho đã dễ dàng dùng bụng của mình đưa được bóng vào lưới. Đó là một tình huống tấn công hay của các cầu thủ đội khách. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.